Xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm gọi là cốt liên kết, hoặc còn gọi là cái chốt gài, chốt vít, dùng để chức năng đó là đi kèm với cái con bộ phận, cái phụ kiện cam liên kết như thế này. Thì ngoài chức năng đó là sử dụng trong các cái chốt đỡ kệ hoặc là các cái chi tiết dùng như là để lắp ráp liên kết, còn gọi là bộ phận ốc liên kết các thành phần ván lại với nhau. Thì sản phẩm này được gia công theo cầu, thì các anh chị có thể đặt hàng để mà sử dụng vào nhiều cái mục đích khác. Thì kích thước của sản phẩm này là M6, đây M6. Tổng chiều dài của nó là 16 mm, và cái cự ly mà để bắt vít vào gỗ đó là khoảng 8 mm. Cái đường kính này kích thước là 3. Thì các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp để được liên hệ và tư vấn cái việc gia công các cái sản phẩm như thế này. Cái đường nét rất là sắc nét và rõ ràng và rất là đẹp.